thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên người lao động gặp khó khăn về việc làm theo quyết định số 6696 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Trên cơ sở rà soát kỹ đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quyết định 6696, Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương đã hoàn tất gần 2.750 hồ sơ là những trường hợp đoàn viên người lao động khó khăn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số tiền dự chi hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Đến nay phần lớn hồ sơ đã được thẩm định duyệt chi. Chúng tôi cũng đã rà soát được ở từng đơn vị và qua đó thì chúng tôi cũng đã cử người trực tiếp xuống làm việc cùng với các cán bộ công đoàn, và qua quá trình họp xét chúng tôi phải rà soát tất cả các thông tin và tất cả các điều kiện theo quy định của quyết định đề ra. Bên cạnh đó thì trên tinh thần mình họp xét như thế thì chúng tôi cũng đảm bảo một cách tối đa rằng cái việc triển khai này đúng đối tượng, đảm bảo không để sót. Đối tượng thụ hưởng chính sách theo quyết định 6696 là người lao động bị giảm thời gian làm việc, tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Thời gian được xét tính hỗ trợ từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, với mức hỗ trợ từ 700.000 đồng tới 3 triệu đồng mỗi người. Để hoàn thành việc chi trả trong tháng 5 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở rà soát và triển khai đến các công đoàn cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp người lao động đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị được hưởng chính sách. Thật sự là để mà xét rà soát được các cái hồ sơ cho một người lao động mà được nhận cái gói này thì cũng không phải là đơn giản, cũng muốn là làm sao mà những lao động của mình nằm trong cái thời gian đó là đều được nhận, không bỏ sót lại ai. Cho nên là chúng tôi cũng rất là cố gắng để là làm cả ngày nghỉ để làm sao mà cái gói này nó đến được với người lao động sớm nhất. Chúng tôi rà soát rất kỹ, phối hợp chặt chẽ với cơ sở rà soát đối tượng, không để bỏ sót đối tượng nào để hưởng chế độ chính sách cho đúng theo định của Tổng Liên đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã nhận được hồ sơ của 92 công đoàn cơ sở với 21.447 trường hợp. Tổng số tiền dự chi hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng, trong đó đã duyệt chi được hơn 17,7 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thiết thực này không chỉ giúp người lao động trang trải một phần khó khăn, mà còn tạo động lực để người lao động tiếp tục tham gia sản xuất, ổn định việc làm và đời sống.